Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Đề nghị UAE hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Đề nghị này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong cuộc gặp Bộ trưởng Đầu tư UAE Mohammed bin Hassan Al Suwaidi nhân chuyến thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Thông tin với Bộ trưởng Đầu tư UAE về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam chủ trương ưu tiên thu hút đầu tư với các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chip bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, phù hợp với thế mạnh của UAE cũng như xu thế trên thế giới. Thủ tướng đề nghị Bộ Đầu tư UAE chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài, xem xét lựa chọn và kết nối các đối tác tham gia hợp tác đầu tư mạnh mẽ, toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC. Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và xây dựng các khu thương mại tự do tại các thành phố lớn. Ông đề nghị phía UAE với kinh nghiệm từ trung tâm tài chính Dubai và Abu Dhabi sẽ hỗ trợ Việt Nam hình thành khung chính sách và mô hình phát triển phù hợp, tham gia vào quá trình xây dựng cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng Đầu tư UAE, Việt Nam với 100 triệu dân và UAE có 10 triệu dân đều là những quốc gia có vai trò vị trí trong khu vực đang phát triển nhanh dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài. Vì thế, hai bên có nhiều lĩnh vực hợp tác có thể bổ trợ cho nhau. Ông khẳng định UAE sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời khẳng định sẽ nghiên cứu và định hướng các tập đoàn của UAE đầu tư vào những dự án chiến lược tại Việt Nam, tạo hiệu ứng cho cả nền kinh tế. UAE cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ giới thiệu các đối tác tiềm năng UAE cho doanh nhân, nhà đầu tư Việt Nam để hợp tác, mở rộng hoạt động và thực hiện thuận lợi các dự án đầu tư tại UAE. Những ngày qua, hoàn lưu bão Trà My đã gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại Quảng Bình, với hơn 20.000 hộ dân bị nhấn chìm trong lũ. Tại vùng lũ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, mưa to hai ngày qua khiến lũ lên nhanh, người dân trắng đêm bồng bế nhau chạy lũ. Nước lũ đã dâng ngập 1 mét tại nhiều hộ dân. Theo người dân, lũ lên rất nhanh, nước về trong đêm. Mọi người chỉ biết tích trữ lương thực từ trước, điện mất diện rộng, cũng may nhà nào cũng trữ được bình ga để nấu ăn mà chạy lũ. Theo ông Nguyễn Văn Hoang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh, rút kinh nghiệm trận lũ lịch sử năm 2020, người dân trong xã xây nhà kiên cố, xây thêm nhà tránh lũ bên cạnh nhà chính. Các xóm thôn có nhà cao tầng đón người có nhà thấp nên việc chạy lũ trong đêm cũng đỡ hơn trước. Ngày 28 tháng 10, một học sinh lớp 12 chèo thuyền đi thăm ông nội thì bị gió to lật thuyền. Chính quyền đã cho cano cứu hộ, may mắn cứu được học sinh này giữa lũ lớn. Còn tại tỉnh Quảng Trị, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Linh cho biết, đêm 27 tháng 10, lũ thượng nguồn cuồn cuộn ập về khiến nhiều hộ dân ở làng Phúc Lâm và làng Sa Nam, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị không kịp trở tay. Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với các lực lượng vượt qua dòng lũ dữ, nhanh chóng tiếp cận và di dời khẩn cấp hơn 20 trường hợp người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đến hết ngày 28 tháng 10, huyện đã di dời 730 người dân đến nơi an toàn. Cùng ngày, hơn 150 cán bộ công nhân ngành đường sắt vẫn khẩn trương khắc phục đoạn đường sắt bị xói lở nặng do mưa lũ tại khu vực phía nam ga Sa Lung, huyện Vĩnh Linh. Nước lũ làm xói lở dẫn đến xê dịch 300 đường ray đoạn phía nam ga Sa Lung đến phía bắc cầu đường sắt Sa Lung. Đây là tuyến độc đạo, nước lũ đang vây quanh nên việc vận chuyển đá tới hiện trường để gia cố, khắc phục chỉ thực hiện bằng đường sắt rất khó khăn. Trong thời gian chờ khắc phục, hành khách đi tàu được chuyển từ ga Đồng Hới về ga Đông Hà và ngược lại bằng đường bộ để tiếp tục hành trình. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và lực lượng xung kích địa phương chia nhau đến hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong bão số 6 tại địa bàn các xã và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Địa phương ưu tiên hỗ trợ 210 hộ dân tập trung ở các xã Lộc Điền, Lộc Thủy, Lộc Trì, Lộc Tiến, Vinh Mỹ và hai thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô có nhà cửa bị hư hại và tốc mái để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tại Hà Tĩnh, mưa to sóng lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn bờ biển đoạn qua thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, ăn sâu vào đất liền từ 3 đến 6 mét, chỉ còn cách nhà dân khoảng 30 mét. Hiện tình trạng sạt lở đang lan rộng nhưng chưa có giải pháp khắc phục.
Trong khi đó, bờ biển đoạn qua thôn Tân Ninh và Hội Tiến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân tiếp tục gây sạt lở nghiêm trọng, xâm lấn sâu vào đất liền khoảng 3 mét, dài khoảng 150 mét. Sáng ngày 19 tháng 10, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước thừa ủy quyền Chính phủ trình bày tờ trình một luật sửa 7 luật liên quan tài chính, gồm luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và dự trữ quốc gia. Đáng chú ý tại dự thảo sửa một số điều luật chứng khoán khác với bản thảo đưa ra trước đây. Lần trình này, Chính phủ bỏ đề xuất nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân không được mua trái phiếu riêng lẻ. Thay vào đó, nhà đầu tư cá nhân được mua bán giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ khi doanh nghiệp phát hành có xếp hạng tín nhiệm, tài sản đảm bảo và bảo lãnh của ngân hàng. Chính phủ cũng bổ sung hành vi cấm trong giao dịch chứng khoán, gồm thao túng thị trường chứng khoán, không công bố thông tin về dự kiến giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đại chúng trước khi giao dịch của người nội bộ và liên quan. Theo luật chứng khoán 2019, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với cá nhân là người nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng hoặc thu nhập chịu thuế năm gần ít nhất 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo dự thảo mới, quy định này siết chặt hơn khi yêu cầu cá nhân đầu tư chuyên nghiệp cần đảm bảo điều kiện về thời gian tham gia đầu tư, tần suất giao dịch. Theo kết quả dự báo được đài NHK và các hãng truyền thông khác của Nhật Bản công bố ngày 28 tháng 10, Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền giành được 191 ghế ở Hạ viện và Kumito, đối tác liên minh của LDP, giành được 24 ghế. Kết quả này đồng nghĩa liên minh của LDP không đạt mục tiêu 233 ghế để chiếm thế đa số tại Hạ viện có 465 nghị sĩ. Kết quả này được coi là thảm bại của LDP, bởi đây là lần đầu tiên liên minh do đảng này dẫn dắt không thể giành được đa số ghế tại Hạ viện kể từ năm 2009. Trong cuộc bầu cử gần nhất diễn ra năm 2021, LDP giành được 259 ghế và đảng này gần như lãnh đạo Nhật Bản liên tục kể từ năm 1955. Đảng đối lập dân chủ lập hiến CDP do cựu thủ tướng Yoshihiko Noda lãnh đạo giành được 148 ghế, tăng so với con số 96 ghế trong cuộc bầu cử trước. CDP là đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Nhật Bản. Hiện kết quả bầu cử chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Shinjiro Koizumi, người đứng đầu ủy ban bầu cử LDP và cũng là con trai cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, đã từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại bầu cử này. Do không đảng nào nắm được thế đa số tại Hạ viện, Quốc hội Nhật Bản có thể tổ chức phiên họp đặc biệt để bầu thủ tướng vào ngày 11 tháng 11. Hiện chưa có gì đảm bảo thủ tướng Shigeru Isaba, người vừa nhậm chức hôm 1 tháng 10, tiếp tục tại nhiệm sau cuộc bỏ phiếu sắp tới. Bộ Quốc phòng Israel hôm nay ra thông báo cho biết đã ký một thỏa thuận lớn trị giá khoảng 2 tỷ shekel, tương đương 537 triệu đô la Mỹ để nhanh chóng phát triển và sở hữu hệ thống đánh chặn bằng chùm tia laser để tích hợp vào mạng lưới phòng không. Hệ thống mang tên tia sắt được phát triển để cải thiện khả năng đánh chặn máy bay không người lái UAV và các loại hỏa lực khác mà lực lượng Hezbollah tại Lebanon sử dụng để tấn công lãnh thổ Israel. Tia sắt được cho là sẽ hỗ trợ đắc lực cho khả năng phòng thủ trên không của hệ thống vòm sắt trong biên chế quân đội Israel. Yair Yamir, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Israel, cho biết ông hy vọng tia sắt có thể đi vào hoạt động trong vòng một năm tới. Bộ Quốc phòng Israel sẽ hợp tác với công ty quốc phòng Rafael và Elbit để phát triển hệ thống mới. Rafael là đơn vị nghiên cứu và phát triển quốc phòng chính của Israel, còn Elbit thông báo đã được trao hợp đồng trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ để phát triển tia sắt. Israel hồi cuối tháng 9 tuyên bố đã nhận được gói viện trợ quân sự mới của Mỹ trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ khi nước này xảy ra giao tranh với cả Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon. Theo Bộ Quốc phòng Israel, 5,2 tỷ đô la Mỹ từ khoản viện trợ trên được dành cho các hệ thống phòng không, trong đó có mục tiêu hỗ trợ liên tục hệ thống phòng thủ laser tiên tiến đang trong giai đoạn phát triển cuối. Bộ Quốc phòng Israel hồi cuối năm 2021 công bố video thử nghiệm cho thấy hệ thống laser gắn trên một máy bay nhỏ đã bắn chùm tia với công suất cao vào UAV mục tiêu, tạo ra lỗ thủng trên thân UAV và khiến nó bốc cháy.